Mặc dù gia đình nghèo, thiếu trước hụt sau, thế nhưng em Vàng Thị Hải Yến, lớp 9A, trường trung học cơ sở thị trấn Mường Khương luôn nỗ lực học tập và là tấm gương sáng cho các bạn noi theo về tinh thần hiếu học. Ngoài giờ học trên lớp thì đây chính là những công việc thường ngày của Hải Yến khi ở nhà. Gia đình em thuộc hộ nghèo của thôn, bố mẹ không có thu nhập ổn định. Tuy cuộc sống chật vật khó khăn nhưng bố mẹ của Hải Yến vẫn cố gắng làm việc, dành dụm từng đồng lo cho các con ăn học đầy đủ. Nhà điều kiện, không có điều kiện thì không học được. Thế giờ, những thời buổi giờ thì chung là kẻ không có điều kiện, cố gắng cho con em đến trường. Con luôn tự nhủ rằng sẽ luôn luôn nỗ lực học tập một ngày, ngày một tốt hơn và không bao giờ bỏ cuộc, luôn luôn tiến về phía trước để có một nền tảng kiến thức vững vàng và tự tin bước vào tương lai tươi sáng. Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của Yến, thầy cô và ban giám hiệu trường trung học cơ sở thị trấn Mường Khương luôn động viên, giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất và tinh thần để em vượt lên khó khăn, nỗ lực học tập. Dự định trong tương lai của con là sẽ tiếp tục học trường trung học phổ thông và sau khi học xong, con sẽ quyết tâm thi vào ngành an ninh để sau đó trở thành một chiến sĩ công an nhân dân. Sự động viên khích lệ của thầy cô, bạn bè, sự đồng hành quan tâm của bố mẹ trở thành nguồn động lực to lớn giúp cô học trò nhỏ này thêm quyết tâm, cố gắng trong học tập. Suốt 8 năm học qua, em luôn đạt thành tích học sinh khá giỏi, đặc biệt trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2022-2023. Hải Yến đã xuất sắc giành giải nhì. Năm học 2023-2024, em đoạt giải 3 môn ngữ văn. Luôn quan tâm sát sao đến em cũng như là các thầy cô trong trường thì luôn động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất để em cắp sách đến trường và tạo cho em một môi trường học tập tốt nhất, tiếp thêm động lực cho em để em viết tiếp những ước mơ của mình trong tương lai. Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần hiếu học, ý chí quyết tâm không lùi bước, tin tưởng rằng cô học trò nghèo Vàng Thị Hải Yến sẽ luôn luôn hướng về phía trước và gặt hái thành công trong tương lai.